we sail a little bit higher. Và kính thưa tất cả quý vị, và không để quý vị chờ đợi lâu, ngay bây giờ xin mời tất cả quý vị, chúng ta cùng hướng mắt về sân khấu đến với giọng hát của cô Bình Dương. Tiếp theo thì cô Ú được xin phép gửi đến cho quý vị một sáng tác của cô Ú, nhạc phẩm được mang tên Lý Bán Chè. Xin quý vị cùng thưởng thức. Ăn chè đậu ngang, đậu xanh, đậu đỏ, bà ba xin xa bánh ngọt, hột me, hột é, hột lụ, nấu đường cắt trắng, không đường quá hồng, không bột ruột, bột nở, bột bé mà nước dừa đắng béo. Ai kêu chè có em, chè đậu xanh hàng sen nước dừa, bà ba bánh lòn có thêm chè đậu trắng, chè chuối thơm ngon bỏ thêm đậu phộng. We'll be right back.
chiều hương, còn những món chè ngon ngũ sắc mâm hết hồn, cả viên viên hộp giòn, có chè ngon mu nhi, chè thái chè me. Quán em có nhiều thứ, còn những món chè ngon ngũ sắc mâm hết hồn, cả viên viên hộp giòn. Quý vị, bài nhạc phẩm được mang tên Lý Bán Chè, và đó cũng là nhạc phẩm mà đưa Ú đến với gần quý khán giả nhiều hơn, và mong rằng quý vị luôn theo dõi và ủng hộ những sản phẩm tiếp theo của cô Ú. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Mà tất cả khán giả bên dưới, ai chưa vé cùng nhắc nhà cánh tay ngọc, nhà cánh tay vàng và mà rất móc ra 10.000 đồng lẻ. Rồi bên dưới nhân viên chỉ còn 1-2 lá vé thôi. Thầy Thảo Nhi cũng kính mời cái nhà mình cô bé rồi kiểm tra mặt sau đó bé mỗi bộ đội có một ký hiệu, một con bên trước 3 số là thiếu, 4 số nó đủ, 5 số là dư. Một lần nữa khi cho cô bé rồi tập trung vào ngọn đèn sáng chuẩn bị do số của chồng loại này. Rồi em bên sai chưa bé đó khán giả ơi, vé bên đây gì nè, đây đây vé bên đây nè. Còn mấy vé phía bên đây nè em ơi, tay ơi, phấn xuống đây kìa. Chú Cùi ơi nhanh chân mà lẹ tay, đem phấn đem vé xuống cho xu.
gì ra, mấy gì ra. Bà con thân mến, mình chưa có vé thì mình cứ mua, đừng có giật vé, có mai thiên tai mà dò quý vị là kinh phong kinh giật giật quý vị. Mấy gì ra, vé bên đây nè, vé bên đây, ai chạy xuống lẹ tay lẹ chân giùm em coi. Này Nhi lấy vé chạy xuống Nhi. Mấy gì ra, mấy gì ra, mi bên đây là mi. Mình cũng gồm lời rồi lại đây mà nghe kêu số mấy gì ra lặng lặng mà nghe kêu tôi đi cùng cờ ra anh Quy mấy còn mày anh Quy mấy gì ra số gì ra số gì ra còn vé không mai thiên tai còn một đống đi đâu vậy mẹ bên đây mà quá trời bà nội ơi mày vé là gì ra đem vé là cho chạy kìa đó giờ nó mặc cái bộ đồ bây giờ nó đi không được quý vị nó lết không à chứ nó không đi được dạ. Ai ơi bên đây nè bà dạ. Con của bác bên đây chưa có vé nhiều quá nè Xuân ơi chồng em đó chị Su Su đó Su Su, à? Su Su là chồng em đó Su Su là chồng em đó hả dạ trời ơi ô bê đê môi bê đê hai máy tao chưa thấy con nào mà nó gắn hai cái máy tóc giả mà tự nhiên như con Su vậy đó nó ở giữa nó có một nguyên một cái dòng sông Mê Công luôn vậy mấy gì ra mấy gì ra còn mấy vé anh ba ủng hộ giùm em một vé Nhi ơi chạy lẹ đi cưng ơi còn tay còn mấy vé còn một đùi vậy má mày gắn vừa vừa thôi mày gắn cái mày lẫn rồi sao mày bán vé được yêu nghiệp mày gì ra kìa vé chạy xuống đưa cho xuống kìa cối 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 cầm vé chạy xuống đưa dưới mày gì ra số gì ra trở lại đây mà nghe kêu số số kìa sao đừng kìa má mày gì ra số gì ra trở lại đây mà nghe kêu số trở lại đây mà nghe số số gì ra số gì ra lần cuối gặp nhau lang khe nói ăn chuối nghe anh em cho anh một buồn nếu duyên không thành điểm ơi lang cắt tóc vô mà vào hiện 1 2 4 2 4 còn đầu tiền 24 mà gặp gặp vô chọc chọc vô bà con ơi số gì đây 24 24 số gì đây con số gì đây số gì đây hai gì đây khi mới quen nhau anh hay nắm tay dặn dò cho dù cuộc đời là bê dâu trái ngang đã yêu nhau thì sắc son một lòng dẫu khổ thế nào thì tình ta vẫn không phai em mới biết yêu anh em cười hoài vậy đó khi đó bên nhau ta sẽ biết bao nhiêu mộng vàng ta hẹn mùa xuân sang mình sẽ cưới nhau lá thu rơi rồi đến đông dân tàn giấc mộng sắp thành thì mong ai đổi thay 22 22 22 có đọc không được 22 22 cái giò gánh vô giò gánh vô năm gì đây năm gì đây năm gì đây năm gì đây ít nhọc 51 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
Một liều tranh ta sống trăm năm, con số năm con số năm con mây một chị đầy cầu mong nguyện soi thương tình cho duyên chúng tôi hay đã ban chuyện ba xin kết đôi chút nơi xa trường cho chàng đã có ta bốn mươi ba gặp vô bà con chị ra nói chuyện em nhớ chị kiếm lại chỗ có mối thù lớn với âm nhạc mấy gì ra số gì đây con số gì đi ra rồi khi đắm say tình yêu mới anh có còn nhớ chuyện ngày qua mai mùa đông đang sang bên anh có nhớ khi tình đắm say con số hai mấy chị ra con mười chị ra mấy chị ra các nhà em dột cái cột mà em siêu mua gạch thì
tìm nhiều về xây mà cho số con 11. Con 11 số gì ra, mấy gì ra. Con 11, con 11, con 11 vậy nó dối cái gì đây. Con 11, con 11, con số gì đây. Số gì đây, số gì đây. Bốn gì đây, con bốn gì đây. Bốn gì đây, con bốn gì đây. Bốn gì đây, bốn gì ra, con bốn gì đây. Con theo cha xuôi ngược dặm đường bốn ba, để chiếc áo ngày xưa con khoác lên cho vẹn chữ chung tình. Ai ơi có thấu cho mình tay bất từng cộng lòng ngọc chân. Trong khi ai kiếp sau ta đành cam. Bốn mười tám, bốn mười tám, bốn mười tám, bốn mười tám. Mấy gì ra, số gì đây, con hai gì đây, hai gì đây. Hôm qua em đi chùa hương, hoa cỏ còn mới sương. Cùng thầy mẹ em vẫn đầu soi gương, đường đi qua bên đục. Mọi người ngắm nhìn em, thẹn thùng em không nói. Em bây giờ mới tròn 20, con số 20. Còn 20, con 20. Con 20, con 20, con 20. Anh ơi, anh ơi kìa. Em hát không được thì bây giờ em hò. Hò, hò đi chế. Hò. Còn 29, sau ra con mấy. Con số gì đây, số gì đây, số gì đây. À tiên hỡi chàng sao đành tâm bỏ tiếp nơi chốn sơn lâm này. Khi tình ta tha thiết đó, lòng là lòng nó nắm bình yên. Mơ là mơ chúng mình sẽ gì nguyện 50. Còn 50 chiếc lá còn dần kêu lại. Rồi tới lượt em ra là chị Kinh rồi. Dạ quý vị thân mến, dòng loại vừa qua đã có một cơ số khán giả trúng thưởng nha quý vị. Trời ơi, đẹp trai, ngọt nước như cờ no. Rồi bây giờ, hả, 28 đúng không anh? 28 vừa, 28 đúng không? 50, 50 vừa kêu qua. 50 vừa kêu qua. 50 có 1. 43. 43 có 2. 20. 20 có 3. Số 5. Số 5 có 4, đủ tròn. Chúc mừng anh hợp lệ. Rồi con vô con xếp hàng nha. 50, 43, 29. 29 đây nè. 29 rồi, có rồi, luôn. Số 11, rồi hợp lệ. Có luôn. 454, rồi hợp lệ con gái nha. Rồi, rồi em gái bên đây. 50, 43, 20, số 5. Rồi. Hợp lệ luôn. Chúc mừng em. Dòng loại khoan, khoan, khoan. Rồi 483, hợp lệ. Rồi, trời bà nhún dữ vậy bà. 50, 43, 29, 11. Rồi, ok, đầy đủ. Rồi, 558, hợp lệ, chúc mừng. Rồi, bây giờ mình sẽ trao quà Cường, trao quà cho bốn anh chị. Rồi, rồi. Rồi, quay vòng cầu nha. Úc quay luôn đi Úc. Bà nội ơi, lại bóc banh kìa má. Thôn nữ mà nó trúng số rồi nó rụng chuyện liền à. Bóc banh đi em. Hai vợ chồng em bóc giùm phải không? Ờ, hôm đánh gan nói sao xui. Rồi, số mấy vậy em? 53, rồi con gái tới bóc đi con. Trời ơi, nó xách túi nó đi về luôn rồi. À lớn nhất lấy gấu bự. Rồi, 23. Rồi, rớt đài rồi, về con ơi, trả banh lại về. Số mấy? 57, 53 về, thôn nữ. Rồi, 57 về. Trả trái banh lại cho người ta đem. Rồi. Rồi, số mấy đây Xu ơi? Lẹ. Số 8. Ta nói rồi con. Con này nó xui dữ lắm, nhìn cái đầu nó hai cái máy nó là biết rồi. Con này ta muốn chu di cửu tộc nó liền với ông nội, nó lấy đồ tôi mặc nữa. Ê chị rớt phụ kiện kìa. Trời ơi. Sao tôi gớt miếng lóc đít nồi như này rồi nè. Trời ơi lông bà rụng tùm lum vậy, bà lộ ung thư rồi má. Rồi. Lấy một con thôi, đúng rồi. Lấy một con à, lấy con bự thì không, lấy con nhỏ, ok.
bánh bèo tham lam. Lặng lặng mà nghe tôi kêu con cờ ra có mấy con mày gì ra còn mấy vé vậy tụi ơi còn mấy vé, còn một nùi ủng hộ giùm con bé xu đi bà con ơi, mấy gì ra số gì ra số gì ra cờ ra có mấy con mấy gì ra mấy gì ra vé ở lại ơi lại ơi vé ở đây vé ở đây mấy gì ra ai cũng còn một nùi hết bà con ơi, thôi tổng kết cho bà con mình sổ đi em ơi, mấy gì ra mấy gì ra yeah. Mấy gì ra mấy gì ra đây gì ra một cái nửa một cái chót anh hai chị ba ủng hộ giùm em kêu cờ luôn số gì đây số gì đây số gì đây số gì ra mấy gì ra mấy gì ra mấy gì ra mấy gì ra cô kia bắt ốc bên cồn lội qua lội lại mà lội qua lội lại lội qua lội lại lội qua lội lại lội qua lội lại ốc trộn một thau 56 gạch gạch vô mà chọn chọn vô bà con ơi gạch gạch vô 56 con đầu tiên con đầu tiên con đầu tiên 56 vô gạch vô vô gạch vô số gì đây số gì đây số gì đây số gì đây em kêu 18 còn số 8 con số 8 thì vô gạch vô con số 8 con số 8 con số 8 con số 8 còn ba gì đây ba gì ra ba gì đây ba gì ra pháo qua pháo xe qua xe chốt qua chốt kim qua kim đời như thiết kiều như con chốt 31 31 34 31 31 31 số gì ra số gì đi con số gì đi số gì đi con số gì ra chiếc xe mini dài 20 thước quan quỷ ngồi trước lộ lộ mà ngồi sau hai người chơi PD dạy về thốt nốt là con số 1 con số 1 con số 1 mấy gì ra con 4 gì ra 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 mấy gì ra con 4 gì ra không phải tại anh cũng không phải tại em tại vàng lên giá nên hai chúng mình xa nhau 46 46 46 đợi hả cưng 46 46 số gì đây số gì ra hai gì đây hai gì ra ở dưới quê làm ăn không khá ở dưới quê làm ăn không khá không có khá là không có giàu không có khá là không có giàu cá lại ở dưới quê làm ăn không khá nên Sài Gòn em bán phải mua 24 số gì ra mẹ gì ra mẹ gì ra cùng người gì ra cùng người gì ra có bốn thầy trò lên núi mà thỉnh kinh cái bụng trực hình là trừ bát giới cái tay mà phơi phới là quỷ sa tăng cái mặt mà hay nhăn là đường tam tạng cái tánh mà liều mạng là tôn ngộ không người cầm bình bông là Quan Âm Bồ Tát người cầm cái bát là Phật Tổ Như Lai quá phép bàn tay nhốt gai anh khỉ đột đây con 11 con 11 con 11 con 11 chưa có kinh a ví dụ ai đồ ngốc con 11 con 11 cái con 11 con 11 cái con 11 số ra con mấy số gì đây số gì đây số gì đây nàng là chân nữ tóc buộc kín đôi vai gầy một làn môi đỏ nhớ nhung chẳng thương gì ai chẳng xóm góc nhỏ đi tìm hôn phấn cho đời trời xanh đá an bài đi con 12 con 12 đi con 12 con 12 con 12 con 12 con 12 con 12 con số gì đây mấy gì ra muốn gì đây muốn gì ra muốn gì đây muốn gì ra lần cuối gặp nhau là kẻ nói thương mấy nghe anh em yêu anh chân thành mà nếu duyên không thành đẹp ơi lan cắt tóc cạo đầu tóc lóc tóc còn tóc tóc nam mô ni nam ha ni nam mô ni nam ha ni nam mô ni một thứ cho bà nam mô ni nam ha ni nam mô não thân cơ thể 144 44 mẹ gì
gì đâu, số gì đây kiếm lãi mày á. Hai gì đây, hai gì đây. Thân em, chứ thân em như tấm mà lúa đậu. Vất vơ giữa chợ biết vào mà tay ai. Còn 22, 22 còn 20. 22. Ăn bánh bèo đi su su. Bèo chia đồng một. Rồi xuống bán vé đi mấy em đi. Rồi, các em trả cái vé úy kìa. Ôi tráng sĩ. Trời ơi. Chẳng hay ông đây xã là tráng sĩ hay là thôn nữ. Một lát chúng ta sẽ biết. Rồi ngọt đời thịt ngọt ra. Rồi má ơi bán vé đi. Em nói có vui gì không? Trời ơi, chương trình Đà Lạt phố của em gái mại dâm. Cái gì dâm mẹ. Rồi dò đi Lê Suy. Rồi bắt đầu dò số. Lè lè. Có 22, có 1. Số 1. Có 2. 12. Có 3. Trời ơi, nãy giờ ngủ quên hả cha. 56. Hợp lệ. Hợp lệ rồi. Dòng loại em ơi. Dòng loại nè. 399. Xui cái anh này đẹp trai quá khỏi cần dò. Rồi trúng rồi, chị đứng chờ em xíu. Mời anh trai. Con này sao mày không đem sổ đỏ, mày đưa tiền mặt chi vậy? Anh lẹ tay lẹ chân quá anh chung bằng đảng với nó hay sao vậy? Cái tiền này em đi mua tóc giả đó anh. Dạ, chị Lai. Cái nách giữ cho em chị Lai. 12. Có 1. Số 1. Có 2. 22. Có 3. 56. Hợp lệ dòng lội em ơi. Cảm ơn. Dòng lội má, mê trai quá coi dòng lội hà. 402. 402. Hợp lệ. Chuyển chiều nói đúng thì ba thanh thiên cũng ừ. Dò lẹ đi má ơi. Tươi vợ người ta ở dưới nhào lên quánh ghen bây giờ. Chị bị điên. Chị bị điên, ảnh có chồng. Anh có chồng. Ảnh đã có chồng. Tại bà ta. Số 1. Có 1. 12. Có 2. Con le le. 22. Hợp lệ. 56. Dòng loại em. Dòng loại 466. Dạ. Rồi đúng dòng loại ba chủ nhân. Đọt ba con gấu. Anh. Anh, cái anh bìa bên kia đó lấy con gấu mà có con kiêu á. Có con kiêu nhỏ nhỏ xinh xinh nè. Thế nè, bà vô duyên quá để ta lựa bà. Anh, lấy con này chạy đựng chơi cho đỡ buồn tay. Cặp, lấy con này. Lấy con này cho ba má vui. Lên. Lì quỷ. Ừ, lấy này dễ thương nè. Cãi em không à. Số mấy về luôn vậy? Số 4 mày đi về đi mẹ. Tưởng số 4 mấy ở lợi. Chị số mấy hả? 25 rồi, đi về đi ba. Không, bánh bèo đã chiến thắng ba đi. Rồi, về đi ông anh ơi. Về với chồng mình đi ông anh. Nhỏ lấy gấu bự nha quý vị. Rồi, lấy gấu bự đi em. Bự quá ha. Cầm nổi không cơm? Sao tâm Thảo? Thảo ơi. Dạ. Mọi người thấy áo dài của Tâm Thảo đẹp không mọi người? Có tên em. Có tên của Tâm Thảo luôn. À. Tên của chồng Tâm Thảo là chữ Tâm mớm nha quý vị. Đây, Tâm đó. Rồi quay một vòng coi. Quay. Đó, còn được chỉ mai và đặc biệt nha quý vị. Điểm nhấn của áo dài này lấy tay ra cho ta thấy con hạt nè. Lấy tay, dở nó lên. Lên. Không có được. Dở lên. Điểm nhấn. Áo dài này có một điểm nhấn nhà thiết kế cố tình treo vào đây. Lẹ. Áo dài bị rách nách. Ông phải. Ông nội ơi, mai giờ ông chừa cái nách ra. Mai mình sao mà thiếu hai bên, chưa nhắn hai bên nè trời ơi. Vậy hả? Để cho anh thấy. Vậy nãy giờ nè, mấy cọng lông này là lông nách bà nè, phải không? Phải không? Nó rụng ra nè. Và kính thưa tất cả quý vị, và ngay bây giờ xin mời tất cả quý vị, chúng ta hướng mắt về sân khấu để cùng thưởng thức qua một giọng hát dướng. Một giọng hát của một nữ ca sĩ đã hết thời, đã về chiều rồi nha quý vị. Hoa hồng về chiều. Người đẹp lâu. Chị hát bài gì? Một trong sáu bài chị hát bài gì dạ? Nam chị nói đi em chứ hiểu trời. Bài mới lắm đó. Dạ. Và kính thưa tất cả quý vị, và thể theo yêu cầu của tất cả quý vị đã ở đây, Người đẹp lâu lâu sẽ gửi đến cho tất cả quý vị nhạc phẩm được mang tên 60 năm cuộc đời. Tào lao. Dạ quý vị thân mến, thì đêm nay cũng có rất là nhiều quý vị khán giả lần đầu đến với Đoan. Em cũng xin hát một bài để gửi tặng cho tất cả quý vị, coi như là một lời chào cho những quý vị lần đầu tiên đến với Đoan. Bài hát được mang tên Câu lạc bộ làm quen. Bài thứ 7 hả chị ha? Bài thứ 7 hát hoài.
Can we get if we sail?